truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục hộp thư truyền hình được phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần, và trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài xác minh đơn thư công dân Đỗ Minh Tuân, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Cuối chuyên mục là thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư tố cáo của ông Đỗ Minh Tuân, trú tại thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Trong đơn, ông Tuân tố cáo một số nội dung liên quan đến việc điều hành, buông lỏng quản lý của người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã Đại Tập trong thời gian qua. Đặc biệt, trong đó có công tác quản lý đất đai. Qua những vấn đề này đã gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước phản ánh trên, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình đã về địa phương tìm hiểu, xác minh theo nội dung tố cáo. Trong đơn, ông Tuân phản ánh việc Ủy ban nhân dân xã Đại Tập thời gian qua đã không kiên quyết vào cuộc thực hiện theo chỉ thị số 02 và kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát hiện, ngăn chặn, tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Cụ thể, vào đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã phất lờ tạo điều kiện cho hộ gia đình ông Đỗ Tràng Mười, người cùng thôn Ninh Tập tự ý xây dựng nhà kiên cố 2 tầng trên diện tích đất hành lang đê bối. Về vấn đề này, qua làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đại Tập được biết, toàn bộ diện tích đất mà ông Mười đã xây dựng nhà kiên cố được xác định là đất dịch vụ được Ủy ban nhân dân xã bán trái thẩm quyền cho các hộ gia đình từ những năm 1990 và đến nay đã có hàng trăm hộ gia đình xây dựng nhà ở. Là đất này là đất không có chủ, mà đất này là đất hành lang bảo vệ đê là một này. Hành lang của đường ấy, với cái thứ hai là cái rãnh thoát nước của cái khu nông nghiệp đó. Tất cả 3,4 km, trục đường 51, 100 nhà với nhau cả 100. Đất dịch vụ hàng quán, nó không phải đất 03, đây là đất hộ đê ngày xưa. Thì tất cả là từ chùa quát trở đây, nhà nào cũng nhà nào hết. Thì mua thì thật em là chỉ có mua viết tay, làm gì có đủ thẩm quyền và dấu đỏ. Chủ tịch bây giờ yêu cầu phá là phá tất. Chí này, tất cả một cái dãy ở ngoài gối từ trước đến nay gọi là đất hàng quán, thì nhân dân xây nhà luôn, xây rất lâu. Thì thế hệ trước mà khi mà gọi là bên đi đo đạc chia đất ấy, các đồng chí đã xác nhận ở đây là không liên quan gì đến cái đất 03 của người dân. Và người có đất 03 người ta cũng bảo là người ta từ đợt mà chia cho người ta ấy, người ta cũng không đổ trác cho ai, người ta cũng không bị là lấn chiếm vào đất của người ta. Tuần anh đang tố cáo liên quan dòng chảy, thì tiếp tục là anh em tới đây chúng tôi sẽ cho đi xác minh kiểm tra. Vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai, ông Tuân tiếp tục phản ánh. Vào năm 2001, do giếng làng của xóm 2, thôn Ninh Tập, nằm cạnh đường giao thông, ảnh hưởng đến việc bảo vệ kết cấu đường giao thông nông thôn, nên thời điểm đó, ông Đỗ Tràng Mười được Ủy ban nhân dân xã Đại Tập giao cho 393 mét vuông đất giếng làng để cải tạo. Việc giao đất thời điểm đó được Ủy ban nhân dân xã Đại Tập lập thành biên bản vào ngày 28 tháng 12 năm 2001. Biên bản thời điểm đó do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm chủ trì. Ngoài ra còn có cán bộ giao thông, tài chính, địa chính xã, trưởng thôn Đinh Tập và trưởng xóm 2 cùng ông Mười ký nhận. Trong biên bản nêu rõ việc giao diện tích đất giếng cho ông Mười nhằm cải tạo lại để đảm bảo vững chắc cho đường bê tông. Tuy nhiên, ông Mười được lấp giếng để sử dụng. Trải qua thời gian dài, gia đình ông Mười đã san lấp giếng và xây dựng nhà ở và đến nay đã chuyển nhượng cho hộ khác để sử dụng. Thế nhưng mà theo tôi biết ý, là nghị quyết của viên xã là giao đất giếng cải tạo. Là vì là cái giếng này nó tròn như này. Thế đây nó có đường bê tông. Để đảm bảo cái đường bê tông này thì phải cho lớp cái giếng này. Thì xã sẽ cho cải tạo. Cải tạo có nghĩa là anh cho đổ đất vào. Sàn đất. Sàn đất. Thế và anh trồng cây hàng năm anh sử dụng. Ví dụ trồng rau màu chẳng hạn đấy. Thế như vậy cái việc mà giao như thấy nó có phù hợp với cả cái luật đất đai cái thời điểm đấy. Nếu mà nói luật thì không đúng. Vì luật là người ta đã cấm không được giao đất, bán đất sai thẩm quyền. Giao đất để cải tạo nhưng mà rồi đến khi công dân người ta làm nhà thì ai chịu trách nhiệm? Tiếp theo, ông Tuân phản ánh, gia đình ông Mười còn tự ý trồng cây lấy gỗ trên hành lang bảo vệ đường liên thôn do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Về vấn đề này, ông Mười và bà Dương Thị Thu Đà giải thích. Hai bên đường là đất anh mua lâu dài, cho phép anh trồng một hàng cây bóng mát để mỗi khi nghỉ giải lao dân tôi nghỉ. Và không làm ảnh hưởng đến đường bê tông, không làm khuất đến tầm nhìn. Nếu lứt xé đường bê tông, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thứ ba là không đồng thuận, cái đường đất ở đấy là nó đang bỏ hoang, thì người ta hạt tiện, người ta dòng ở đấy thôi. Nhưng mà tới đây nếu mà liên quan đến nội dung đấy mà
ủy ban phải sử dụng cái tuyến đường hoặc làm cái gì nó sẽ đề nghị bên kia là các anh phải chặt tháo dỡ thôi. Về vấn đề thu tiền mai táng, ông Tuân còn phản ánh bà Dương Thị Thu Đà thời gian qua đã ký vào một số phiếu thu tiền mai táng đối với những người còn sống khi qua đời có nguyện vọng trở về quê hương để chôn cất. Số tiền thu được lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều đáng nói, trong nghị quyết về việc điều chỉnh mức thu lệ phí mai táng đối với người có nguồn gốc quê hương khi mất có nguyện vọng đưa về quê hương mai táng tại kỳ họp thứ nhất khóa 27, nhiệm kỳ 2016-2021, thì việc thu tiền chỉ được áp dụng với trường hợp đã chết và có giấy chứng tử. Về vấn đề này, bà Đài cho biết. Thì thật lòng là tôi cũng rất tin tưởng ở chuyên môn thôi. Tài chính làm phiếu, làm việc với cả người nên nộp. Đấy. Thế xong là mang đây thì mình thu thì đúng cái số tiền như nghị quyết. Ví dụ là nó thấp hơn hoặc nó cao hơn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Mình có nghi ngờ là phải chỗ trường hợp là sao thế này này thì giao chuyên môn kiểm tra lại. Đấy. Nhưng đồng chí tài chính của tôi hỏi lại thì đồng chí cũng bảo rất tin tưởng đồng chí, một đảng ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân, bí thư chi bộ, trưởng thôn, mang lên nộp bộ người dân. Chúng tôi tin tưởng quá. Nội dung cuối cùng, ông Tuân tố cáo bà Dương Thị Thu Đà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trong hơn một năm qua đã không tổ chức đấu thầu lại các diện tích đất công ích do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, gây thất thoát kinh phí và nguồn thu lớn cho địa phương. Diện tích đất công ích hiện chưa tổ chức đấu thầu lại là khoảng 70 mẫu. Về vấn đề này, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và được biết. Cũng báo cáo với đồng chí là trước đây hàng mấy nhiệm kỳ nay rồi, thì cũng thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Đấy, Ủy ban Nhân dân là giao thầu cho các hộ dân, kể cả ao, kể cả đất công ích giao. Đấy. Nhưng mà là năm 2021 là thực hiện theo nghị quyết của Đảng là bắt buộc phải đấu thầu, không giao thầu. Giao thầu nó sai, mà vặt bằng chưa sạch thì không bao giờ đấu được. Với những kiến nghị tố cáo trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu sớm làm rõ những vấn đề nêu trên, để qua đó có phương án xử lý đối với những vi phạm đã và đang xảy ra trên địa bàn xã Đại Tập, đồng thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn còn đang tồn tại và trả lời công dân thỏa đáng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân Đào Văn Oai, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Đơn thư công dân Doãn Ngọc Du, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Phạm Văn Đông, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Nguyễn Chí Công, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn thư công dân Đỗ Tràng Mười, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Huy Hưởng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.